trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói về hơn 213.000 tỷ đồng chi cho đổi mới giáo dục. Mưa lũ khiến 1.200 nhà dân ngập từ 1 đến 5 mét, thủy điện bị động, không cảnh báo. Nhiều vụ án mạng rúng động, Bộ Công an đưa ra loạt giải pháp ngăn ngừa. Điều tra việc xe khách bị ngắt giám sát trong vụ tai nạn ở Lạng Sơn. Israel tuyên bố hạ thêm chỉ huy Hamas đánh vào đường hầm. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tổng hợp 18:30 của báo Người Lao Động. Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Hôm nay ngày 1 tháng 11, trong phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, có ý kiến còn băn khoăn về tài chính chi cho đổi mới giáo dục. Con số đưa ra trong báo cáo là 213.449 tỷ đồng. Đây là con số thống kê cả chi thường xuyên và cả chi cho đầu tư phát triển. Còn có số trực tiếp chi cho đổi mới giáo dục, bao gồm việc biên soạn chương trình, thẩm định sách giáo khoa, tập huấn cho giáo viên toàn quốc, tổng chi phí là 395,2 tỷ đồng. Về vấn đề thừa, thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã phối hợp với Bộ Nội vụ đưa ra chỉ tiêu giáo viên cho các tỉnh. Tuy nhiên, theo thống kê, các tỉnh vẫn còn lại hơn 64.000 chỉ tiêu chưa dùng. Vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí ở một số địa phương không có nguồn tuyển để tuyển giáo viên theo đúng chỉ tiêu. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần sớm có những điều chỉnh về lương, chế độ, chính sách, nhà ở công vụ, phụ cấp ưu đãi, thực hiện các giải pháp khác một cách đồng bộ để nâng cao đời sống nhà giáo, phần thu hút nguồn nhân lực vào ngành giáo dục và đào tạo. Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc vận hành xả lũ của các đập hồ chứa thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc trong đợt mưa lớn từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Mưa lũ kết hợp với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ đã khiến huyện Quỳ Châu, Nghệ An thiệt hại nặng, ước tính thiệt hại là gần 180 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra kết luận, thủy điện Nhạn Hạc trên sông Quang thuộc địa bàn xã Mường Nọc và xã Quang Phong, huyện Quế Phong và thủy điện Châu Thắng được xây dựng trên sông Quang thuộc địa phận xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu và xã Mường Nọc, huyện Quế Phong đã có quy trình vận hành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đoàn liên ngành xác định công tác dự báo của hai nhà máy chưa chính xác, còn bị động trong công tác dự báo lưu lượng nước về hồ nên chưa thực hiện được thông báo cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Việc phát hành thông báo chưa có kết nối chặt chẽ. Ngoài ra, công tác phối hợp trong phòng chống thiên tai của nhà máy thủy điện Nhạn Hạc và Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu thực hiện chưa tốt. Nhà máy thủy điện Châu Thắng thì thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ cho công tác vận hành, dẫn đến xảy ra tình trạng hư hỏng thiết bị quan trắc, giám sát tự động. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian qua, tại một vài địa phương đã xảy ra một số vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, như vụ bắt cóc bé gái ở thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng, vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng, vụ sát hại bạn gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm triển khai các biện pháp phòng ngừa để kịp thời ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra các vụ thảm án, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, truy bắt, xử lý nghiêm minh để tạo sức trấn áp răn đe. Để phòng chống hiệu quả hơn với tội phạm giết người, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng giáo dục học đường theo hướng cân bằng, có trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức. Cùng với đó, tăng cường năng lực cho lực lượng công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chính trị xã hội, không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc kéo dài dẫn đến giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Quách Đình Trọng, 57 tuổi, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ do tài xế Quách Đình Trọng điều khiển khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C016XX kéo theo rơ móc do tài xế NVT, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước.
Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 77H041XX kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Thành B, 27 tuổi, trú tại Bình Định điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong đó, cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay là do tài xế cố tình ngắt kết nối, có hay không hành vi gây cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe, dừng đỗ phương tiện trên đường. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án cướp Bitcoin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hồi cuối tháng 5 2020. Đối với quan điểm bào chữa cho rằng Bitcoin không phải là tài sản, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định pháp luật Việt Nam chưa chấp nhận tiền ảo nói chung hay Bitcoin nói riêng là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Nhưng trong vụ án này, các bị cáo đã thực hiện quy đổi số Bitcoin cướp được thành 18 tỷ đồng để chia nhau chiếm hưởng. Hội đồng xét xử nhận định rằng cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo chủ mưu Hồ Ngọc Tài và bị cáo giúp sức tích cực Trần Ngọc Hoàng, cùng ngụ thành phố Đà Nẵng. Đồng thời đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Quốc Dũng, cựu công an thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo này có hành vi tư vấn cho bị cáo Tài kế hoạch phạm tội, đe dọa bị hại, giúp sức tích cực bị cáo Tài. Hội đồng xét xử cho rằng mức án 17 năm tù đối với bị cáo này là tương xứng. Đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu công an thành phố Hồ Chí Minh, cấp xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo này phạm tội thụ động, không đáng kể. Cấp sơ thẩm xử phạt 12 năm tù là có phần nghiêm khắc. Nguyễn Anh Tuấn được tuyên giảm án từ 12 năm tù xuống còn 10 năm 6 tháng tù. Sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Định vừa bắt giữ và đang dẫn giải Nguyễn Thị Bảo Nhi, sinh năm 1985, ngụ xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Là đối tượng bị truy nã từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương để thụ án. Trước đó, tháng 3 năm 2023, Nhi bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Cát xử phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xét xử, Nhi làm đơn xin hoãn thi hành án với lý do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và được chấp thuận theo chủ trương nhân đạo của pháp luật. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2023, Nhi không ra trình diện tại địa phương theo quy định, mà dẫn theo hai con bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 2 tháng 10, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đối với Nhi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 thanh thiếu niên tuổi từ 17 đến 21 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được phản ánh về việc có một số đối tượng tụ tập đua xe rú ga gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trên mạng xã hội TikTok, do Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 2002, làm chủ tài khoản, cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip ghi lại cảnh tụ tập đua xe trên các tuyến đường. Công an đã mời Tâm lên làm việc. Tâm thừa nhận các hình ảnh được quay vào ngày 21 và 24 tháng 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm dùng dao cướp tài sản trên địa bàn. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 30 tháng 10, chị Phan Thị Cẩm Tê, 20 tuổi, tạm trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đi làm về. Trong lúc mở cổng để dắt xe máy vào phòng trọ thì bất ngờ có một nam thanh niên áp sát từ phía sau và dùng dao đe dọa. Trong lúc giằng co, con dao khiến chị Tê bị thương. Sau khi cướp được điện thoại của chị Tê, đối tượng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, các mũi trinh sát đồng loạt ấp vào phòng trọ tại 742 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ và khống chế bắt gọn nghi phạm Lê Hồng Hải, 31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do 4 tháng vừa qua thất nghiệp, cần tiền tiêu xài, ăn chơi nên đã gây ra vụ cướp. Trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Ninh, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người bị thương. Thời điểm trên, ô tô Mercedes chưa rõ danh tính tài xế đang di chuyển đã tông vào bùng binh gần cầu Nhật Lệ, ngay ngã tư trung tâm thành phố Đồng Hới. Sau khi va chạm, chiếc xe lộn nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng đến ứng cứu, đưa người trong xe ra ngoài. Trước khi chiếc xe bốc cháy, nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường.
Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe đã cháy trơ khung. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Việc khởi tố 9 bị can này nằm trong quá trình điều tra vụ 2 thiếu niên VTP và DBM cùng sinh năm 2008, trú tại huyện Đông Anh, được phát hiện tử vong dưới mương nước tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an Đông Anh xác định do mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm gồm 34 thanh thiếu niên đã hẹn nhau 21 giờ ngày 21 tháng 10 ra phía sau trường trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Đông Hội để giải quyết. Tại đây, hai nhóm rượt đuổi nhau bằng xe máy trên các tuyến đường thuộc xã Đông Hội, chia thành nhiều nhánh khác nhau. Khi VTP và DBM chạy vào hướng thôn Lại Đà thì bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo. Sáng hôm sau, P và M được phát hiện dưới một mương nước. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật đến 18 giờ 30 phút tối. Mời quý vị đón theo dõi. Lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan an ninh Israel ngày 31 tháng 10 thông báo đã hạ Nassim Abu Azina, chỉ huy Hamas tham gia cuộc đột kích vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10. Nassim Abu Azina là chỉ huy tiểu đoàn Bay Lahia thuộc sư đoàn phía bắc của Hamas. Azina là người tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào hai khu vực Kibbutz Eretz và Netil Ha'Asara của Israel trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari trong một bài đăng trên mạng xã hội X viết rằng các cơ quan tình báo Israel như cơ quan tình báo quân sự và Shin Bet cũng góp phần trong nhiệm vụ vô hiệu hóa Azina. IDF ngày 31 tháng 10 còn cho biết lực lượng chiến đấu của IDF đã tấn công khoảng 300 mục tiêu của Hamas, gồm cả các bệ phóng tên lửa chống tăng và rocket được bệ phóng từ dưới hầm, cũng như các khu quân sự bên trong các đường hầm dưới lòng đất. Ngày 31 tháng 10, quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn ở dải Gaza. Trong ngày 1 tháng 11, quân đội Mỹ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minuteman 3 mới nhất. Ngoài ra, một dòng tên lửa cao cấp hơn nữa đang được đầu tư khủng. Tại một cuộc họp báo ngày 31 tháng 10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, vụ phóng diễn ra tại căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở Nam California. Tên lửa được sử dụng trong vụ phóng thử là Minuteman 3 với các phiên bản thật mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, tên lửa sử dụng trong vụ phóng thử sẽ không gắn đầu đạn. Cuộc thử nghiệm diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ phóng Minuteman 3 từ cùng một căn cứ. Giống như lần phóng trước, cuộc thử nghiệm hôm 1 tháng 11 được lên lịch trước và là hoạt động thường lệ. Khu thắng cảnh Sini Uzai thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nổi tiếng với những vách đá cao chót vót, hẻm núi sâu và các tầng đá độc đáo. Nơi đây còn được biết đến với cây cầu đáy kính, một trong những cây cầu kính dài nhất và cao nhất thế giới. Đặc biệt, khu thắng cảnh Sini Uzai còn có một cửa hàng tiện lợi được nhiều du khách đánh giá là bất tiện nhất thế giới. Theo ông Song Hoju, trưởng ban quản lý khu thắng cảnh Sini Uzai, cửa hàng tiện lợi rộng 2m2 tọa lạc trên vách núi, cách mặt đất khoảng 120m. Cửa hàng này được lắp đặt vào năm 2017 và mở cửa một năm sau đó. Du khách đến trải nghiệm tại khu thắng cảnh đa phần là nhà leo núi nghiệp dư nên thường xuyên bị đói và khát trên hành trình chinh phục thử thách. Thông thường, những người leo núi phải mất gần 1.5 tiếng để lên đến đỉnh núi. Vì thế, ban quản lý đã nảy sinh ý tưởng xây dựng cửa hàng tiện lợi ở lưng chừng núi để tiếp thêm năng lượng cho du khách. Du khách có thể tiếp cận cửa hàng tiện lợi này bằng cách trèo lên các bậc thang bằng sắt được đính vào vách đá và sử dụng dây cáp cố định. Cửa hàng mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 17 giờ mỗi ngày. Cửa hàng có nhân viên thu ngân trực tiếp, song du khách cũng có thể thanh toán hàng bằng cách quét mã QR điện thoại. Theo báo cáo dân số năm 2023 của chính phủ Singapore, công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 1/5 dân số nước này, tăng 11,7% so với một thập kỷ trước. Thực tế này kéo theo sự bùng nổ của nền kinh tế bạc, tức tập trung vào đối tượng người cao tuổi, với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp về chăm sóc sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đến các nền tảng mua sắm. Kênh CNBC cho biết, Singapore có tiềm năng thị trường dành cho dân số già thuộc hàng lớn nhất trong 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Theo Erging Asia, một doanh nghiệp chuyên về phân khúc người cao tuổi ở Singapore, nền kinh tế bạc của nước này dự kiến đạt 72,4 tỷ USD vào năm 2025. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Để cập nhật những thông tin mới nhất về tin tức trong và ngoài nước,
Quý vị đừng quên đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.